Ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu về phía chủ nhà, công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Intercom. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Đức Hào, giám đốc kế hoạch. Về phía công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông Intercom. Tinh thần nhiệt huyết, trung thực và đoàn kết, các đội bóng đã cống hiến cho khán giả những trận đấu với rất nhiều bàn thắng đẹp mắt đến từ các đội thi thuộc tập đoàn Intercom. Và để làm nên thành công của giải đấu năm nay, không thể không kể đến tổ trọng tài đã làm việc nghiêm túc xuyên suốt giải đấu. Và ngay bây giờ, xin mời đại diện tổ trọng tài sẽ tiến lên phía sân khấu để nhận bó hoa thay cho lời cảm ơn tới từ ban lãnh đạo của Intercom. Cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Phạm Đức Hào, giám đốc kế hoạch công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Intercom, đại diện ban lãnh đạo sẽ trao bó hoa cho phía tổ trọng tài để thay cho lời cảm ơn. Xin trân trọng kính mời. Vâng, và thay mặt cho ban tổ chức xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tổ trọng tài đã cống hiến hết mình cho trận đấu của năm nay. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với giây phút mà các vận động viên, cổ động viên đang mong chờ nhất, đó chính là phần trao giải. Và trong buổi lễ ngày hôm nay, Mỹ Linh và ban tổ chức sẽ tiến hành vinh danh và trao giải cho 8 hạng mục giải thưởng, lần lượt như sau. Đầu tiên sẽ là giải cá nhân thủ môn xuất sắc nhất, giải cá nhân vua phá lưới, giải phong cách, giải tư, giải ba, giải nhì và cuối cùng là giải đội vô địch. Và tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với phần trao giải cho các vận động viên, những người đã kiến tạo nên những trận đấu nảy lửa với những bàn thắng mãn nhãn cho người xem. Đầu tiên là giải cá nhân thủ môn xuất sắc nhất. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu vận động viên tới từ FC Trẻ Phương Đông, anh Phạm Hải Hà đã xuất sắc giành giải thủ môn xuất sắc nhất. Xin chúc mừng. Cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lưu Xuân Chính, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông Intercom sẽ tiến lên phía sân khấu để trao giải dành cho vận động viên của chúng ta ngày hôm nay. Và xin mời tất cả các đội thi đấu của chúng ta sẽ cùng tập trung ở phía bên tay trái khu vực sân khấu. Một lần nữa xin mời tất cả các vận động viên, các đội thi đấu của chúng ta sẽ cùng tập trung ở phía bên tay trái khu vực sân khấu. Một lần nữa xin được chúc mừng anh Phạm Hải Hà đã xuất sắc giành giải thủ môn xuất sắc nhất. Tiếp theo sẽ là hạng mục vua phá lưới. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu hai vị vận động viên tới từ FC Trẻ Phương Đông, anh Nguyễn Văn Tú và anh Lê Văn Phong đã xuất sắc giành giải vua phá lưới trong trận đấu năm nay. Xin chúc mừng. Cũng xin được mời anh Lưu Xuân Chính sẽ trao quà kỷ niệm cho hai vận động viên xuất sắc của chúng ta. Chúc mừng FC Trẻ Phương Đông đã dành về cho mình rất nhiều những phần thưởng trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin chúc mừng anh chị. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần trao giải thứ hạng cho các đội thi năm nay. Trước tiên là giải phong cách của Intercom Invest Cup năm 2024 thuộc về đội Intercom. Xin chúc mừng các vận động viên của chúng ta. Và xin mời đội Intercom sẽ cùng tiến lên phía sân khấu để nhận phần quà kỷ niệm tới từ phía chương trình.
Và cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu chị Nguyễn Thị Lan Hương, trưởng ban tổ chức sẽ đại diện trao giải cho đội thi. Vâng, xin mời đội thi in cho câu của chúng ta sẽ cùng tiến lên phía sân khấu ạ. Một lần nữa xin được chúc mừng đội Intercom đã giành về cho mình giải phong cách trong trận đấu năm 2024. Và tiếp theo chương trình ta sẽ cùng đến với phần trao giải cho giải thứ tư trong trận đấu năm nay. Đội thi đạt thứ hạng thứ tư trong trận đấu nảy lửa của năm nay. Xin được chúc mừng đội thi Intercom Invest. Và xin được mời đội của chúng ta sẽ cùng tiến lên phía sân khấu để nhận phần thưởng đến từ phía chương trình. Và xin được mời chị Nguyễn Thị Lan Hương, trưởng ban tổ chức sẽ đại diện trao giải cho đội thi của chúng ta. Xin được chúc mừng đội thi Intercom Invest. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với giải 3 chung cuộc. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu đội FC Phương Đông. Và xin được trân trọng kính mời lên sân khấu chị Nguyễn Thị Lan Hương, trưởng ban tổ chức sẽ tiến hành trao giải cho đội thi đạt giải 3 trong trận đấu năm nay của chúng ta. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với phần trao giải cho đội thi đã xuất sắc giành giải nhì trong buổi giải năm nay. Xin được chúc mừng đội Udi Deco và xin mời đội thi chúng ta sẽ cùng tiến lên phía sân khấu để nhận phần quà đến từ phía chương trình. Và xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Phạm Đức Hào, giám đốc kế hoạch công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Intercom sẽ đại diện trao giải cho đội thi của chúng ta. Cuối cùng,
vô địch giải bóng đá Intercom Invest Cup năm 2024. Xin được gọi tên FC Trẻ Phương Đông. Xin được chúc mừng các vận động viên của đội FC Trẻ Phương Đông đã cùng nhau đồng tâm, hiệp lực kiến tạo nên những bàn thắng thuyết phục. Xin được chúc mừng và mời lên sân khấu. Và cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu ông Phạm Đức Hào, Giám đốc kế hoạch công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Intercom, sẽ đại diện trao giải cho đội thi vô địch của chúng ta năm nay. Của giải bóng đá Intercom Invest Cup năm 2024. Và ngay bây giờ xin mời tất cả 5 đội bóng của chúng ta sẽ cùng tiến lên phía sân khấu để chụp tấm ảnh lưu niệm trong phần trao giải. Một lần nữa xin được mời tất cả các đội bóng đá của chúng ta sẽ cùng tiến lên phía sân khấu để chụp ảnh lưu niệm trong chương trình ngày hôm nay. Và xin được mời tất cả các đội bóng, các vận động viên, các cổ động viên của chúng ta, tổ trọng tài sẽ cùng tiến lên phía sân khấu